Hiếu chào tất cả anh em. Trước mắt anh em của Hiếu đây là con động cơ của chú Quốc Dũng ở Đắk Lắk. Thì Hiếu đã làm xong hết rồi. Thì bây giờ là Hiếu test lại một lần nữa và Hiếu sẽ đóng máy gửi về cho chú anh em nha. Thì đây là cái trục số thì chúng ta sẽ test hết nha. Thì trục số Hiếu đang để số mo xoay tròn này này. Hiếu sẽ đánh dấu nha. Hiếu sẽ đánh dấu mực bút xóa để anh em nhìn rõ này. Đấy. Thì anh em nhìn Hiếu quay tròn này. Đấy. Tức là Hiếu đang đặt ở số mo. Thì anh em chúng ta xem hệ thống báo số nó đã ok chưa. Thì anh em chúng ta sẽ lấy cái đồng hồ điện tử này. Hiếu cho chúng ta bật nguồn lên. Chúng ta để vào thang đo diốt kêu này. Anh em chấm que vào là nó kêu này. Đấy. Anh em nhìn rõ không ạ? Que chấm vào nhà kêu này. Đấy, que chấm vào là tức là thông mạch. Thông mạch thì ở đây thì chúng ta đang về số mo. Thì lúm đồng báo số nó đang quệt sang mát. Thì chúng ta sẽ đo. Đây là dây số 0 này. Đấy, thì anh em chúng ta một dây cắm vào đây. Và một cái kim chúng ta cắm vào đây. Bất kể nó là nó kêu anh em ạ. Đấy. Anh em nhìn là bất kể là nó kêu nhá. Đồng hồ để hơi xa anh em nhìn đây. Đấy. Đây anh em chúng ta lấy kim chúng ta chọc đây này. Đấy, như vậy là ok anh em ạ. Thì khi chúng ta làm nghề chúng ta phải bắt buộc phải có đồng hồ đo điện để chúng ta test hệ thống nha. Thì anh em nào mà chưa có hệ thống đồng hồ điện tử thì anh em liên hệ cho Hiếu, thì anh em mua ủng hộ Hiếu nha. Thì Hiếu đang bán những cái sản phẩm đồng hồ điện tử này rất là nhiều để phục vụ cho tất cả anh em đang học nghề. Và ngoài ra thì có rất nhiều các mặt hàng, ví dụ như tô vít đóng này. Đấy, Hiếu lôi một số mặt hàng để cho anh em xem. Đây là cả bá chân này, và đây là bộ đảo bi đa lăng. Đấy, thì anh em nào thiếu cái gì thì anh em alo cho Hiếu, Hiếu sẽ gửi cho anh em trên toàn quốc nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ test đến cái củ đề này cho chú. Ở đây Hiếu có một cái bình ắc quy. Nếu như mà củ đề của chú thì không đề được hoặc nó bị hỏng thì Hiếu cũng sẽ sửa luôn cho chú. Trong cái quy trình ví dụ làm máy là Hiếu không sửa củ đề đâu. Nhưng mà để khởi động được con động cơ này thì chúng ta phải sửa củ đề thì mới khởi động được. Còn không sửa củ đề thì làm sao mà đạp lổ được anh em. Đấy, ở đây Hiếu sẽ lối cái bình ắc quy này để chúng ta khởi động con xe này. Hy vọng là củ đề của chú còn ngon thì chúng ta đỡ phải sửa chữa. Ui, giật anh em ạ. Vãi thật. Anh em biết làm sao không? Con IC, IC Z con nó đánh nửa Hiếu chưa ấy. Nên là nó đánh nửa luôn, giật chân đi chân đất chạm mét. Vãi thật. Lợi hại thế mà anh em. Giật nó cũng nhẹ thôi, nó giật là kiểu tê tay tí thôi anh em ạ. Đây, giờ sẽ quay sang bên đây, Hiếu có giáp. Ở đây, ở vị trí đây nó đang có chân ốc. Nó đang có chân ốc thì Hiếu sẽ quay lại máy. Quay lại máy anh em nhé. Hiếu quay lại máy để Hiếu bắt cái giá anh em ạ. Đây. Đây cái giá đây nha. Cái giá chứa xăng. Hiếu khởi động cho nó lột cho nó ngon lành cành đào cho chú. Yên tâm. Đấy. Đây là bộ chế chuyên dụng để test máy. Thì Hiếu
bọc vào đây cho đỡ bụi anh em. Mất con ốc nữa. Em sẽ ở đây Hiếu sẽ thay cho chú một cái giòn nhá, giòn ở vị trí đây. Cái này Hiếu sẽ bôi keo vào, Hiếu bôi keo vào để cho nó dính vào đây luôn, để sau này Hiếu gửi về cho chú để chú cho nó dính vào đây luôn nhá. Hiếu bôi cho chú lớp keo đây để cái này thì ông cũng đánh rất là sạch rồi anh em ạ. Đấy. Cái này nó khi chúng ta cho keo vào ấy, thì anh em biết là khi chúng ta ráp cái chế lên là nó sẽ định vị và đấy, thì nó sẽ khi keo khô nó sẽ nằm yên đây, nó rất là chuẩn. Còn nếu như anh em chúng ta mà không bôi keo thì nó sộc sạch cái gioăng thì gửi đi gửi lại sợ nó rách mất của chú. Đây, chú sẽ nắp con ốc. Đây là bộ téc anh em nha, téc động cơ. Hiếu sẽ test cho nó ngon lành ngành đào đi cho chú về yên tâm. Chào tất cả các bạn. Rồi. Bây giờ Hiếu sẽ nắp vào hệ thống điện lổ nhá. Hiếu sẽ bắn con ốc 10 này ra này. Hiếu cày dây điện vào đây. Anh em của Hiếu sẽ lối dây kích này, tìm đến vị trí dây điện. Anh em chúng ta tìm đến dây màu xanh dương sọc vàng. Để Hiếu cắm sơ vào đấy thôi anh em ạ. Cái này thì chúng ta sẽ cắm vào buji này. Rồi, như vậy là xong hết rồi đấy. Bây giờ chúng ta đổ dầu nha. Đổ dầu mới tét này. Đổ dầu mới cả đổ xăng. Cắm cái dây xăng vào đã này. Hiếu sẽ đổ xăng vào nha cho nó.
Rồi, Hiếu đổ một tí xăng rồi nhá. À, chúng ta đổ dầu. Thì Hiếu sẽ đổ cái lọ dầu này vào thì chú Quốc Dũng chú về chú chạy cho cháu khoảng một vài trăm cây thì chú thay sớm cho cháu nhá. Để cho nó ra hết cái các cái cặn bẩn ấy. Lau đi tí cho nó dính cái tí nhớt này vào, nó bám bụi bẩn lắm anh ạ, kinh lắm. Rồi ok anh em, bây giờ là chúng ta test lổ là ok rồi đấy. À, sao nào, quả ga quả kia nó nhảy chưa nào. Rồi để của chú mà ok phát là lổ ngay thôi. Sao nào, ok rồi. Đợi xăng xuống anh em ạ. Khi Hiếu dắt con động cơ này ấy, thì tất cả hệ thống Hiếu đã lau dầu rồi, Hiếu đã cho dầu rồi, bơm dầu rồi. Cho nên là anh em không sợ là chúng ta vừa đổ dầu là chúng ta lổ được máy luôn, là dầu chưa bơm được lên anh em nha. Vì Hiếu lau dầu hết rồi mà. Cho nên là rất là yên tâm khi chúng ta làm máy ấy, là anh em xem bất kể các video nào của Hiếu cũng thế, là Hiếu đều có cái vịt dầu Hiếu tra dầu vào. Cho nên rất là yên tâm. Đấy, cái nào Hiếu cũng tra dầu vào. À, máy lổ thì nói thật là mấy anh em là máy lổ nó rất là đều. Máy lổ rất đều nha anh em nha. Nếu thử gá tạm cái bô anh em nghe nhá, để đồ gọn gọn ra phát thử gá bô vào. Thôi để cái hộp đấy để bố đóng hàng con, đừng vứt đi. Cất cái hộp đấy đi để bố đóng hàng. Và anh em thấy đấy thì Hiếu gá tạm cái bô vào thôi. Nhưng mà máy lổ rất là phê luôn, êm thít anh em ạ. Chứ gá mà thôi chưa cần phải bắt ốc bắt eo gì cả. Đấy anh em thấy bô nó rung này. Máy chạy tròn tiếng êm này là đạt khoảng tầm 80 đến 90% rồi anh em ạ.
con máy thì chúng ta không cần phải đạt tiêu chuẩn 100% đâu, 80-90% mà là khá ok rồi anh em ạ. Đấy, rất là ok anh em ạ. Thì đây là động cơ của chú Quốc Dũng ở Đắk Lắk nha. Đấy. Chú về thì chú có đổ garanti cho cháu nha. Chú về chú chỉnh garanti nó to to lên. Chú khi chú lổ chú cho nước vào đây cho cháu. Cho nước là tưới hết cả hơi vào đầu bò nha. Đầu bò này của chú thì cháu cũng đóng lại ống dẫn hướng. Lấm mới, cam cỏ mới, hơi cũng thế, hơi đóng lòng chuyển về cút không. Cho nên là chú tưới cho cháu nước thật ướt hai cái đầu bò này cả hơi này cho nó đỡ hỏng nha. Thì bây giờ cháu sẽ đóng vào thùng cho gửi về cho chú. Thì cũng rất may là anh em ạ, thì Hiếu chia sẻ luôn là chú Dũng có mua một ủng hộ cho Hiếu một quả bóng bi cầu gem mới, Hiếu mới nhập hàng về. Và vừa lúc đấy là Hiếu cũng có thay cho một anh ở trên Hà Nội phi xuống để lấy lắp bóng bi cầu gem anh em ạ. Nhưng mà Hiếu bận quá, Hiếu không quay video được. Đấy, như vậy là ok rồi anh em, máy dễ lổ, ngoan lành gành đào. Hiếu sẽ test lên phát nữa nha, khởi động luôn phát nữa này. Máy êm thít anh em ạ. Đấy. Máy êm như này là ok rồi anh em, đạt tiêu chuẩn rồi. Chúng ta về chúng ta lắp bô vào thì nó sẽ không có tiếng bô khẹt khẹt nha. Đấy anh em ạ. Máy rất dễ lổ. Hiếu kê ngay ngay vào. Lát nữa về gửi máy về Hiếu sẽ gửi cho chú Quốc một cái giong bô bằng đồng nha. Để chú về nếu mà chú lắp vào mà không kín thì chú cậy hết cái bên giong bên trong là chú lắp cái giong bô đồng vào. Máy rất êm anh em ạ, rất ổn định luôn. Thế thôi, như vậy là ok rồi anh em. Đấy thì chạy máy chạy tròn tiếng, garanti nhẹ nhàng, không có một tiếng kêu nào luôn. Và như vậy là video của Hiếu đến đây kết thúc nha. Thì Hiếu cũng mong là tất cả các cái video của Hiếu đăng trên YouTube thì các anh em xem, các anh em có thể học hỏi được một cái gì đấy. Ví dụ như chúng ta muốn đi làm máy bất kể ở nơi đâu thì anh em nhớ là bảo các ông thợ đấy vào đồ chuẩn hãng cho các anh em để anh em chúng ta có được một con máy nó đi được bền hơn và nó chạy nó tốt hơn anh em nha. Chứ các anh em thấy đấy, khi Hiếu nhận được con máy của các chú ở phương xa gửi về thì toàn bộ máy móc bên trong đều là hàng tàu đóng hết. Thì các anh em có nhiều ấy, các anh em bảo Hiếu là tại sao ví dụ như là chú ở Đắk Lắk, ở Đắk Lắk thì thiếu gì thợ, toàn rất là nhiều thợ, nhiều thợ lắm chứ anh em, đi 2-3 mét là có một ông thợ sửa xe rồi, ở đâu cũng nhiều. Cái quan trọng khi chúng ta muốn làm một con máy thân yêu của chúng ta thì chúng ta phải bảo ông thợ là đóng cho tôi hàng chuẩn hãng thì là thợ nó làm thôi. Đấy chẳng hạn thế. Thì nếu như anh em mà không tin tưởng các ông thợ đấy thì anh em lại gửi về cho mình thì mình để mình phục hồi. Thì video của Hiếu thì đến đây kết thúc nha. Thì Hiếu cũng xin chào tất cả anh em. Anh em nào mà muốn làm động cơ
thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889, hoặc anh em có thể gửi máy về trực tiếp cửa hàng của Hiếu là Trung tâm chăm sóc xe máy Hiếu Thủy, quốc lộ 38, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đấy. Thì anh em nào mà đang học nghề, anh em mua ủng hộ Hiếu các cái đồng hồ đo điện. Đấy, đồng hồ đo điện và bộ cảo ba chân này, ngoài ra là các hệ thống ví dụ như là tô vít đóng, vam cảo bi, phải có bộ vam này thì chúng ta mới vam được hết bi trong máy ra nha. Đấy, vam cảo bi đa năng. Thì đồ bên Hiếu thì anh em thấy đấy, thì đấy, toàn đồ hãng thôi, John First, rất là đồ toàn đồ hãng thôi anh em ạ. Có một tí đồ tàu ở trong này đâu. Rồi, ok anh em. Thì Hiếu chào tất cả anh em nha.